Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ nước này đối với các ứng cử viên tổng thống sau hai vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 405 phiếu thuận, không phiếu chống và sẽ tiếp tục được bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Dự luật yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống, như với các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm. Cùng ngày, cơ quan mật vụ Mỹ tuyên bố đã phát hiện ra những thiếu sót trong việc liên lạc và biểu hiện thiếu cẩn trọng trước vụ mưu sát ngày 13 tháng 7 tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, khiến cựu tổng thống bị bắn và một người tham dự sự kiện này thiệt mạng. Quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ cho biết đã có sự chủ quan dẫn đến việc không tuân thủ các thủ tục an ninh, đồng thời nhấn mạnh việc sẽ thực thi các biện pháp kỷ luật nếu cần thiết. Sau vụ ám sát hụt ngày 13 tháng 7, ông Trump ngày 15 tháng 9 một lần nữa bị tấn công bằng súng trường khi đang chơi golf tại sân của ông ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, Mỹ. May mắn là ông vẫn an toàn.